Jose. Phim hoạt hình của Mỹ với nhiều thể loại từ ngắn tới dài được phát trên TV, sản xuất bởi Lưu Am Hanna và John Barbera, cho hãng phim là MCM đồng thời kết hợp được làm ra. Phim là cuộc chiến đấu có thể nói là đến vô tận, nó khiến cho khán giả phải cười, điều mà ai cũng phải công nhận. Hanna và Barbera viết kịch bản và cả đạo diễn, họ sản xuất tại MCM có đến 114 tập phim, và phiên bản gốc tại NZV đoạt giải Oscar lên đến 7 lần. Giải hoạt hình có thời lượng ngắn và phân đông đảo hơn gấp ngàn lần, nó trải dài trên khắp thế giới và có lẽ tất cả thành phần từ trẻ con cho tới thanh niên, có cả người lớn cũng phải công nhận. MGM giao quyền sản xuất lại cho hãng Dream Brand, sau đó nó lại được chuyển sang Hollywood và Showstopper. Tom Warner nắm quyền sản xuất có thể nói là ở hiện tại, tạp chí Time đã từng nâng tin đó là show hay nhất mọi thời đại. Tom and Jerry, Tom and Jerry, Tom and Jerry, Tom and Jerry. Trên kiếp nhưng mèo tôm ít khi nào bắt được, vì series nó quá thông minh vì cậu ta bắt chuột không tốt, nó có thể sẽ là bạn thân nhưng sẽ trở thành cái thù độc bọc. Chuột series ăn trong tủ lạnh khiến mèo tôm còn bị lăng mắng, hay series có những chú vật thoát khỏi một ghế sắp đặt của hắn. Chắc chắn mèo tôm không thể bắt được chú chuột vì quá nhanh nhẹn, có đôi lúc series hành hạ kể cả mèo tôm cũng phải khóc thét. Có nhiều tập họ là bạn thân, có thể nói là họ không thể thiếu, là một cặp có mối quan hệ lúc này lúc khác rất là khó hiểu. Trong phim có cảnh bạo lực nhiều khi ta thấy cảnh máu me, nhưng hình ảnh chúng ta thường thấy vẫn chỉ là không khí vui vẻ. Mèo tôm có rất nhiều tài, piano cho tới kiêu vũ, và cậu ta rất thích cô nàng mèo trắng Torres Galore. Cậu ta vẫn thường bất cẩn hay đồng độ với Skye và Ty, nhưng rồi chúng ta cũng thấy kế hoạch lúc nào cũng thất bại. Tom and Jerry, Tom and Jerry, Tom and Jerry, Tom and Jerry. Kỷ 30 là thời gian bắt đầu hình thành, Hanna và Barbera tham gia vào xưởng phim hoạt hình. Barbera thiết kế nhân vật, còn Hanna thì làm đạo diễn. Ông là người có nhiều kinh nghiệm và bộ phim bắt đầu xuất hiện. Bush Get The Book, nó được gọi cái tên đầu tiên, với nội dung là mèo đuổi chuột khiến cho cô chủ nó phải tức điên. Còn hình ảnh thì chị quậy phá nát tất cả những gì trong nhà, nhưng dường như nó không phổ biến nên có lần họ đã cho qua. Chỉ tới khi 1941, phim ngắn này được giải Oscar, nhà sản xuất West Wing Bay đã phải mời hai họ trở lại. Họ cắt cược ở dự án mới với chiến thắng hoàng sĩ Sokka, với cái tên Tom and Jerry, với cái mức $50. Đọc phim này bắt đầu sản xuất và ra mắt rất nhiều tập phim, nhưng phiên bản đã được ra lò để làm mới lạ trong mắt người xem. Tuy nội dung là mèo đuổi chuột, nhưng vô vàn tình huống thú vị, nó tạo cho từ một tố tơ và xin cảm ơn hai người nghệ sĩ. Tom and Jerry,